Xin chào bác sinh nhá. Vâng, chào anh em nhá. Bác con ông chăm chỉ quá đấy. Vừa mới thấy hôm qua ở miền Tây về hôm nay đã làm việc rồi. Về buổi chiều về nhà thì chiều tối sáng nay ra vườn ngắm cây của mình. Và tôi thấy có một vài cây mai chiếu thủy trong trong vườn nhà tôi này. Đúng với cái tầm này nó hoa rực rỡ quá. Đẹp quá bác nhỉ. Hoa trắng muốt. Ở miền Tây về Sài Gòn về Đồng Nai mà cứ tưởng tượng ra cái một số những cây mai chiếu thủy ở nhà mình nó có ra hoa đẹp như những nhà vườn mà mình đi quay không? Đi một số nhà vườn ở miền Tây mà nó nở rực rỡ mùi thơm ngát ra. Hoa trắng ra. Thế hóa ra về nhà mình cũng được tận hưởng cái mùa hoa mai chiếu thủy đẹp như thế này. Đẹp quá. Trời. Màu trắng tinh khôi. Mà còn mấy tầng tầng lớp lớp đúng không? Vâng, nhìn những bông hoa chiếu thủy nó rủ xuống đây thì các bạn lại hình dung ra cái ba cái từ gọi là mai chiếu thủy. Tất cả các bông hoa đều chiếu xuống dưới hết, đều trúc xuống dưới chứ không nằm ngang hoặc là chỉ hướng lên trên, đều rủ xuống. Thế thì cái chỗ nước là chỗ nào? Thì nếu mà để ở cái mặt hồ hoặc là có cái bóng nước dưới thì nó là chiếu thủy. Tưởng là trên bông hoa nó cũng có tẽm nước. Đấy. Thơm quá, ngồi cảnh thơm quá. Và cái mầm bé tí dưới gốc này cũng có hoa này. Đấy, đây này, cũng có hoa này. Bé tí dưới gốc này. Đấy. Và đợt này chưa hết đâu, còn rất nhiều nụ nhá. Ví dụ đây này, còn rất nhiều nụ. Đây này, cái khu này toàn nụ không ấy. Đấy. Khu này toàn nụ không ấy. Quay không cảm kinh nghiệm. Tối hôm qua về nhà là nhá nhem tối rồi. Sáng nay 6 giờ tôi đã ra thăm vườn và được hưởng cái mùi hương thơm của mai chiếu thủy. Nhà đỗ sinh thì có 1, 2, 3, 4, 5 cây thôi. 5 cây mai chiếu thủy. Thì cây nào cũng rũ rượi hoa hết. Tí nữa đỗ sinh sẽ gửi cho các bạn hình ảnh của 5 cây. Từ cây lớn cho đến cây nhỏ. Từ cây nhiều tiền cho đến cây ít tiền. Bên cạnh cây mai chiếu thủy của bác lại còn có cây cây hoa mẫu đơn này này. Vâng. Đỏ rực rỡ cây luôn. Đơn này là cây đơn nhung. Đúng cái dịp này nó bung lụa đẹp quá. Và đây là cây nguyệt quế này. Đấy. Cây nguyệt quế dáng huyền. Và dịp này cũng sẽ cho rất nhiều hoa. Mà bông hoa rất to nhá. Hoa chùm. Đấy, dưới gầm em soi dưới gầm cho anh em xem. Đấy, khi tôi về cái là tôi ra thăm đầu tiên là em Nguyệt và em Mai. Đấy, em Nguyệt Quế và em Mai Chiếu Thủy. Em Nguyệt này dáng huyền rất dẻo, yểu điệu và lại nhiều hoa. Đấy, đằng này có nụ hết rồi. Với cái nụ hoa lớn như thế này rồi thì chỉ khác khoảng 2-3 ngày nữa thì nở bung hết. Đấy, xoay vào những cái hoa to này. Đấy, em xoay xa một chút, em bế.
Đây. Lắm em quá, em Lan rồi em Nguyệt. Và em Lan nhà tôi giờ này cũng nở. Cũng nhiều. Tí nữa em Mai này. Tí nữa cùng với các bạn đến thăm em Lan nữa. Đấy. Đây. Rất tuyệt vời. Phía sau nhà bác lại có cái dạng cau, dạng dừa đẹp quá nhỉ. Phía trước đấy nhỉ, phía trước và phía sau. Đầu tay đã xong rồi, em cứ quay. Bác lại có cây gì nữa đấy? À, Đỗ Sinh khoe với các bạn nhé. À, tác phẩm Kim Quýt đã lên máy bay để bay từ Bình Dương ra ngoài Ba Vì với Đỗ Sinh. Cây gì? Cây Kim Quýt? Cây Kim Quýt. Cây Kim Quýt này là của nhà vườn anh Nguyễn Xuân Hưng ở thành phố Dĩ An, Bình Dương tặng. Khi Đỗ Sinh làm xong chương trình thì anh có nói là một cây kim quýt nó nhỏ thôi nhưng mà nhìn cũng rất là xinh xắn, gửi tặng Đỗ Sinh. Cây kim quýt này tôi cho vào cái túi bóng mà tôi xách lên máy bay, cứ thế này tôi ngồi tôi ôm ở trên cái máy bay một tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ ra đến Hà Nội. Đấy. Các anh chị hải quan cũng rất thông cảm vì đam mê của mình thì đầu tiên là không cho mang lên. Đấy, nhưng mà sau Đỗ Sinh cũng trình bày nó là cái món quà chứ tôi không mua bán gì cả. Thế bây giờ mà vất vào thùng rác thì nó thật là của không tội bằng công, nó rất tiếc. Đấy. Mà tôi cũng không có ai người nhà đi cùng tôi ra đây đứng ở đây để mang về cả. Đấy, cho nên anh chị thông cảm cho tôi mang về quê, về Ba Vì, về núi Ba Vì quê tôi để làm quà, để làm cái kỷ niệm thôi. Đấy. Đây là cây kim quýt. Vâng, bên cạnh cây kim quýt tôi giới thiệu với các bạn một cây cũng là mai chiếu thủy. Đấy. Tất cả các em mai ở trong vườn Đỗ Sinh đều bung lụa. Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà cũng đều rất là hoa, các điểm đều có hết. Cảnh cao, cảnh thấp. Cây mai chiếu thủy có cái đường co của thân cũng rất là kỳ quái. Đấy. Những cây này chỉ có một tay nâng lên nhẹ nhàng thôi. Vâng, cây này thì lúc nãy các bạn đã được xem rồi. Đỗ Sinh chủ chặn lại một vài những cái mầm nó rông lên để tập trung cho cây phát triển đều. Đấy. Và đây một cây nữa thì cây này cũng có cái dạng thân rất là kỳ quái. Đấy. Tất cả đều rực rỡ hoa hết. Đây là những cây cũng chỉ có hai tay bê nhẹ nhàng. Và ở vị trí này Đỗ Sinh có một cây tầm lớn hơn. Bông tán mịn màng, răm chi rất là dày. Cũng đang rộ hoa. Một em mai nữa. Đấy. Hoa hoa cứ tầng tầng lớp lớp nhé. Nhưng mà chưa nở nhiều. Chắc khoảng độ 2-3 ngày nữa thì sẽ rực rỡ hơn. Rất nhiều này, dưới gầm này. Và cây này thì răm chi thì tuyệt vời luôn. Làm rất kỹ. Đấy, tận trên ngọn này, hoa giấu tất ở dưới. Đây là phía đối diện.
À, ngày hôm nay trời nó hơi rầm rì, từ ngày mai nó không mưa nữa, nó không rầm rì, nó nắng thì tôi sẽ phơi ra nắng. Bởi vì mai chiếu thủy rất ưa nắng. Chúng ta phải phơi ra chỗ dại nắng. Vâng, và đây là một em mai nữa. À, em này độ sinh đẻ trên gác. À, tôi đã lên ban công để quay. Em mai dáng bạt phong. Em này tôi tiếc quá, mất một cái tán thứ ba. Từ đây bay sang bên này. Đấy, đến điểm này. Quá tiếc. Không hiểu tại sao. Hay là do đấy, đợt đấy mình thay chậu nó bị trột. Vì tôi thay cái chậu đồng nai vào. Rồi bây giờ đang nuôi tiếp. Giữ được hai cái tán cũ này. À, và đang nuôi tiếp cái tán thứ ba để kéo dài ra. Nhưng mà lâu lắm. Ngồi đành phải vừa chấp nhận vừa làm vừa chơi. Kéo dài ra có được thì thành 38. Cái gốc thì rất ụ ị, rất đẹp. Rất cool. Mà cuộc chơi bao giờ cũng thế mà. Có những cái bất ngờ. Có những tay mà tự mất đi rất là đẹp. Cái cảnh rất đẹp. Lại tự mất đi. Đây là cây găng su hú. Và cần thăng. Rồi, Độ Sinh xin kết thúc cuốn video đầu tiên khi tôi ở miền Nam làm những cái chương trình từ miền Tây, miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày mai Độ Sinh sẽ thực hiện làm tiếp các chương trình ở các tỉnh, các nhà vườn phía Bắc. Đó là ở Khoái Châu, Hưng Yên, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Và một số những nhà vườn đã hứa hẹn khi Đỗ Sinh về Bắc sẽ đón xuống để làm chương trình. Vâng, Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống, vui với đam mê của mình và luôn đồng hành cùng với hương sắc Đỗ Sinh.